mến, kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng Linh Hướng được thực hiện hàng tuần trên đài DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ mỗi tuần vào ngày thứ hai lúc 5:30 sáng giờ Cali, giờ miền Đông sẽ là 8:30 sáng và đài Local Vietface TV 57.2 ngày thứ ba lúc 5:30 sáng, đài STV 54.4 ngày thứ ba và ngày thứ năm lúc 9:00 sáng. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Mọi góp ý và bảo trợ, xin quý vị hãy gửi thư về Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, PO Box 2472 Garden Grove, California 92842 hoặc điện thoại 714-230-9443, 230-9443. Vâng, kính thưa quý vị, trong phòng ghi âm ngày hôm nay, Mỹ Lan rất là hân hạnh lúc nào cùng có chị Uyển Nguyện kế bên để phụ trách cho chương trình này. Và đặc biệt hôm nay chúng ta có một người em gái rất là dễ thương, đó là Thanh Thảo. Thanh Thảo cùng đến với chương trình ngày hôm nay cùng với chúng ta. Chào Thanh Thảo. Dạ, Thanh Thảo kính chào chị Mỹ Lan và Thanh Thảo kính chào quý đồng hương. Chào chị Uyển Nguyện. Chào Mỹ Lan, chào quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, chị Uyển Nguyện thì quý vị rất là quen thuộc cùng với Mỹ Lan trong chương trình này hàng tuần rồi. Nhưng mà ngày hôm nay Thanh Thảo là một em gái rất là trẻ. Em cũng sinh hoạt trong các giáo xứ của chúng ta tại miền Nam California. Thanh Thảo ơi, có thể cho khán thính giả được biết rằng là làm thế nào mà em lại biết được cái chương trình này? Tại vì theo như chị biết rằng là cái chương trình này phát hình rất là sớm với công chị Nguyệt. Rồi đa số là các bác lớn tuổi hay là các vị trung niên thường xem. Nhưng mà các giới trẻ thì chị cũng rất là ngạc nhiên, em còn rất là trẻ nhưng mà lại thích xem chương trình này, có thể chia sẻ được không? Dạ, và nhờ của gia đình bác ái Phaolô, em có đi cái tiệc mới tháng kia rồi. Năm này thì em cũng sau đó gặp được cô Nguyện rồi, và nhờ em cũng có nghe về cái đài rồi giới thiệu coi tên cái TV đài này, và em có xem qua. Em có rồi, xem qua rồi. Dạ. Rồi em cũng rất là cảm động về có cảm ơn chị Mỹ Lan và cảm ơn cô Nguyễn rất nhiều đã được tạo cái chương trình này rất là hay. Như vậy là em khi mà em xem cái chương trình này trên TV đúng không? Yeah. Rồi em thích rồi em đã gọi cho chị Nguyễn Nguyện. Dạ. Chị Nguyễn Nguyện, chị Nguyễn Nguyện nghĩ như thế nào khi mà có một em gái rất là trẻ, xinh đẹp như thế này gọi chị thích cái chương trình của mình? Khi mà Thanh Thảo gọi thì nghe em nói thì chị Nguyệt chưa có rành lắm, cũng rất là ngạc nhiên. Nhưng mà Thanh Thảo nói là qua cái show Bờ Vai Giê-xu thì Thanh Thảo rất là cảm động và thích lắm, và muốn đi theo cô Uyển Nguyện. Thì ra là vậy, tại vì thưa quý vị, như Mỹ Lan đã vừa giới thiệu đến quý vị là chương trình này gồm có thơ và nhạc công giáo. Như vậy là Thanh Thảo đã bị những cái bài thơ của chị Uyển Nguyện thu hút rồi. Như vậy là thành ra là ngày hôm nay chị Uyển Nguyện mời Thanh Thảo lên đây cùng với chị Mỹ Lan cũng như là cô Nguyện gửi đến cho khán giả những cái bài thơ cũng như là những cái tâm tình chia sẻ trong cái chương trình này. Chị Nguyện ơi, như vậy là ngày hôm nay mình sẽ gửi cái bài thơ gì thưa chị Uyển Nguyện? Bây giờ còn trong cái tháng 6 là cũng trong tháng 5 chứ, nhưng mà ngày Mother's Day thì qua rồi, nhưng mà sắp sửa là có Father's Day nên có Uyển Nguyện nghĩ là mình nên có một bài thơ thay mặt cha mẹ để mà cầu nguyện cho con cháu và tất cả những ai mà nghe cái chương trình này. Mình cũng mong là mời gọi tất cả các bậc cha mẹ đó cùng hợp với mình để cầu nguyện cho tất cả con cháu của chúng ta. Hay quá, đúng như vậy. Thường em cũng muốn chia sẻ cho quý vị, Mila cũng muốn chia sẻ với quý vị rằng là ai cũng có một cái gia đình, ai cũng có các con, các cháu trong gia đình, nhưng mà có một cái nỗi khổ, chính bản thân em cũng vậy chị. Nhiều khi các con mình lớn lên á, nhiều khi chúng nó không, từ nhỏ thì mình nhỏ thì nó theo mình đi nhà thờ, rồi nhiều khi nó càng lớn thì nhất là những cái cháu mà có gia đình đó chị Nguyệt, em cũng thấy rất là nhiều, bản thân trong gia đình em cũng có, thì các cháu khi mà nó có gia đình rồi, nó lớp thì nó lo đi làm, lo cho vợ, lo cho con, rồi nó không, nó tự nhiên nó sao lãng đi vấn đề mà cầu nguyện thờ phượng Chúa. Thành ra là cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay đã gửi đến cho cái bài thơ để như là những cái lời cầu, cầu cho con cháu của mình làm sao mà cầu xin Chúa thương để cho các cháu nó được lúc nào cũng biết kính sợ Chúa, rồi biết trở về cùng Chúa,
biết thờ phượng Chúa, yêu thương Chúa, kính mến Chúa hơn, phải không thưa chị Nguyễn? Như vậy là các khán giả hãy cùng với Mỹ Lan và chị Uyển Nguyễn dâng lên Ngài những lời thâm thi, những lời khẩn nguyện sau đây qua bài thơ Lời cầu cho con cháu. Lạy Cha chúng con trên trời, con xin tha thiết vàng lời dâng Cha, dâng đoàn con cháu lên Cha. Xin là Thiên Chúa, là Cha nhân từ, giữ gìn con cháu khỏi hư bởi nhiều cạm bẫy cũng như yếu hèn. Phần con sao lãng bao phen, xin Cha tha thứ coi xem đắp bù. Xin cho chúng khỏi ba thù, trung thành theo Chúa Giêsu nhân lành. Lúc xa ngã xin chớ đành, làm ngơ mặc chúng độc hành biển khơi. Xin Thánh Thần Chúa chẳng vơi, đồng hành bên chúng nơi nơi mọi ngày. Đi trong nẻo chính đường ngay, mỗi lần vấp ngã mau quay trở về. Xin cho chúng quyết hứa thề, dù sao chăng nữa chẳng hề quên Cha. Xin làm rạng rỡ danh Cha, trong đoàn con cháu thiết tha con cầu. Những cái lời cầu nguyện thật là chí tình. Thật sự ra hằng ngày đó chị Nguyện, em vẫn hằng cũng cầu nguyện. Nhưng mà qua cái bài thơ của chị, em cảm thấy rất là nhiều cảm xúc. Tại vì nói lên cái chân tình, thường thường cha mẹ nào mà chẳng yêu thương con cái của mình. Thành ra mà yêu thương con cái của mình không có gì mà tốt quý cho bằng là mình khi cầu xin Chúa phù hộ cho chúng nó. Và đặc biệt là cầu sao cho chúng nó đừng có phơ, đừng có sao lãng vấn đề thờ phượng Chúa, phải không chị Nguyệt? Còn Thanh Thảo, Thanh Thảo khi mà nghe chị Nguyện và chị Mỹ Lan đọc cái bài thơ này, em là giới trẻ này cũng là cũng chưa có gia đình đó, thì nghĩ sao về bài thơ này? Thì đây là một bài thơ về cho cha, thì cha cũng là một người cực khổ, lo lắng, so mình phải hiếu thảo, làm đừng làm cho cha mẹ buồn, lo lắng nhiều. Như vậy là chắc cha mẹ cũng là thường xuyên cầu nguyện cho mình đúng không? Thành ra là phận làm con, làm cháu thì thực sự ra không phải là mình làm cho cha mẹ mình vui không, nhưng mà cái quan trọng là cha mẹ mình lúc nào cũng muốn mình được như là lúc nào cũng phải nghĩ đến Chúa, cầu nguyện cùng Chúa để cầu xin Chúa ban ơn lành cho mình. Chị Nguyện, khi mà chị viết cái bài thơ này, chị có cái tâm tình gì ở trong này không vậy? Khi mình viết cái bài thơ này thì mình thấy là Chúa cho mình có một cái đặc ân là làm cha làm mẹ ở trên cõi đời này, để mà phản ảnh lại cái tình yêu của Chúa đối với nhân loại và đối riêng với mỗi người chúng ta. Vì vậy mà mình nhiều khi nghĩ lại mình còn nhiều thiếu sót với con cháu, bằng cách là mình lo nuôi dưỡng phần xác nhiều hơn, mình lo đi bao nhiêu cái vấn đề như cơm áo học hành công ăn việc làm, mà nhiều khi quên bằng cái chuyện mà dạy dỗ cho con cái biết là mình có Cha trên trời, nên đó là mình thiếu sót. Nên cái lời cầu trong này đã xin Chúa là bù đắp lại những cái thiếu sót của mình cho con cháu, và giữ gìn con cháu mình mãi mãi là người con ngoan của Chúa, đừng bao giờ xa lìa Chúa, đừng bao giờ nản lòng, dù là con cái mà có lỗi lầm hay có xa ngã, là có yếu đuối chi, vì con người là lúc nào cũng có những cái yếu đuối của cái con người, thì đừng bao giờ ngã lòng mà vẫn tin rằng mình có Cha của mình trên trời, mà người cha bao giờ cũng thương yêu con cái. Mình cầu cho con cái được như vậy. Đúng như vậy chị Nguyện. Mỹ Lan nghĩ rằng là chắc các khán giả đang xem chương trình này thì cũng đồng cảm với lại ai cũng là mẹ. Mỹ Lan cũng là mẹ, chị Quý Nguyện cũng là mẹ. Thì tất cả những người mẹ, những người cha, nhân chúng ta sắp sửa đến cái ngày lễ Father Days là để vinh danh những người cha của mình. Thì kính thưa quý vị, thì như trong bài thơ của chị Nguyện, không có một cái tình cha nào, dĩ nhiên cái tình cha ngoài đời đã tha thiết rồi, nhưng mà cái tình cha trên trời nó còn tha thiết, nó còn đậm đà gấp hàng ngàn hàng triệu lần. Thành ra là chúng ta thường xuyên cầu nguyện như vậy để cầu xin lòng cho con cái của mình, làm sao mà đừng có xa lìa cha trên trời. Nhiều khi em cũng có những con trai đó chị, nhiều khi cũng phải nhắc nhở nó hoài con ơi con ráng đi nhà thờ, nhưng mà thực sự nhắc là nhắc như vậy thôi, nhưng mà thực sự cũng phải cầu xin ơn Chúa
xin Chúa sáng soi để mà cho chúng nó biết đường ngay lẽ phải về. Còn Thanh Thảo, thường thường là em vấn đề mà cầu nguyện hay là vấn đề thờ phượng Chúa thì hàng tuần vẫn đi theo gia đình, em vẫn đi sinh hoạt bình thường trong nhà thờ chứ? Dạ thì có, để em từ nhỏ tới lớn thì em có đi hàng tuần mỗi ngày, rồi mỗi sáng em có đọc kinh với cho em thức dậy là em đọc kinh với Chúa, nói chuyện với Chúa, với Đức Mẹ. Rồi nhưng mà có một thời gian em có bỏ lễ, tức là sao lãng sao dạ. Rồi nhưng bây giờ em cố gắng có đi trở lại. Em thấy mình lúc nào mình cũng có tin Chúa, thì lúc nào mình có Chúa thì mình cũng có thấy ánh sáng nhà. Thì bây giờ như vậy là tuy là được biết là em cũng lo công việc hàng ngày, cũng đi làm, nhưng mà ngoài cái thời gian đó ra thì cũng phải dành cái chút thời gian để mà mình cầu nguyện, đúng không? Thì em nghĩ rằng là trong những lúc thường á, trong những lúc nào mà em nghĩ tới Chúa nhiều nhất, thông thường á là mình khi nào mình nghĩ tới Ngài nhiều nhất? Khi mà em vui lắm, hoặc là khi em đang buồn lắm. À, lúc vui cũng nghĩ tới Chúa. Yes. Mà lúc buồn cũng nghĩ tới Ngài. Yes. Wow. Như vậy thì có Chúa đồng hành trong những lúc mình vui hay là mình buồn thì cũng rất là tốt, không thưa chị Nguyệt? Vâng, thưa quý vị, đây là chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Dâng Lên Ngài. Với những cái bài thơ mà Mỹ Lan được biết rằng là trong suốt, trong nhiều tháng qua, và quý vị nghe được những bài thơ thì đều được trích trong cái tập thơ Thoảng Lời Kinh Nguyện của chị Uyển Nguyện, đã phát hành được 2 tập thơ rồi. Mà thật sự ra cứ mỗi tuần mà đọc một cái bài thơ như vậy, Mỹ Lan cũng rất là thích. Tại vì thật sự ra cái này không phải là thơ ngoài đời, để mình thường thường thơ ngoài đời là ca tụng tình yêu, nhưng mà thơ của chị Nguyện á như là những lời nguyện, như những lời cầu nguyện. Nếu mà mình nghe kỹ đó thì nó giống như mỗi ngày mình cầu nguyện vậy, nhưng mà nó khác vậy, là có những cái vần thơ nghe rất là êm tai, mà nhiều khi phải mượn những cái lời thơ của chị Nguyện để dâng lên Ngài những cái câu cầu nguyện từ trong cái trái tim của mình ra, phải không chị Nguyện? Trên cõi đời này thì nó nhiều cái thứ lắm, nhưng là như là ba thù đó. Thứ nhất là ma quỷ, mình thấy nó, nhưng mà nó luôn luôn cám dỗ con người để chống lại Thiên Chúa bằng mọi cách âm thầm của nó, khôn khéo của nó. Rồi thế gian thì bao nhiêu là cái mời mặc của thế gian này, rồi xác thịt. Lúc nào con người xác thịt cũng nặng nề, nên đó là cái ba cái mối thù mà mình phải chống trả, làm con Chúa phải chống trả, mà khó lắm. Vì vậy làm cha mẹ phải có bổn phận cầu cho con cái, xin Chúa giữ gìn cho con cái đừng có để ba cái kẻ thù đó mà chiếm đoạt con cái mình. Rất là mong thay. Đó là mình. Vâng, cho tôi quý vị mà một lần nữa thì mời quý vị hãy đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem chương trình này và mọi góp ý, và chúng tôi rất là cần sự bảo trợ của quý vị để cho chương trình có được hàng tháng trên đài truyền hình của Vietface TV, để chúng ta có thể kéo dài đem những cái lời Chúa dâng lên Ngài nha quý vị. Và cho tôi quý vị, chương trình cũng được bảo trợ bởi các mạnh thường quân sau đây. Ước mong quý vị hãy yểm trợ cho những mạnh thường quân này đã yểm trợ cho chúng tôi suốt mấy tháng qua. Chương trình được bảo trợ bởi TN America Earth do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành. Số điện thoại là 714-531-2020, 714-531-2020, với những thuốc dược thảo giúp cho chúng ta sức khỏe vững vàng để ngăn ngừa cũng như điều trị những bệnh liên quan đến sức khỏe. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi Hội Từ Thiện Trương Bụi Diệp, Hội Từ Thiện Trương Bụi Diệp tại thành phố Garden Grove, California. Số điện thoại là 657-230-6004, 657-231-6004. Và nhà hàng Broda Restaurant, nhà hàng Broda Restaurant tọa lạc trên đường Westminster thuộc thành phố Garden Grove, với những món ăn rất là đặc biệt, là đặc biệt nhất là món nem nướng nha quý vị. Món nem nướng thật là đặc biệt, với số điện thoại là 714-530-1744, 714-530-1744. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi Vĩ Già Restaurant, đặc biệt với các món ăn Huế. Quý vị nào thích ăn những món ăn Huế hãy đến với Vĩ Già Restaurant với số điện thoại là 714-531-2905, 714-531-2905. Và nhà hàng Vân đặc biệt là bánh xèo, kính thưa quý vị, và chuyên sản xuất các loại bánh, bánh tét, bánh giò, bánh chưng, bánh ít, bánh gai, vân vân. Hãy đến với nhà hàng Vân với số điện thoại 714-530-6858, 530-6858.
và chợ Tam Biên được bảo trợ bởi chợ Tam Biên. Chợ Tam Biên có đủ các đồ ăn fast food, heo, bò, gà, dê, vân vân. Và chợ Tam Biên gồm có hai địa điểm, một địa điểm trên đường Bonsa và một địa điểm trên đường Westminster, với số điện thoại là 714-548-4993, 548-4993. Và chương trình được bảo trợ bởi Select Graphic and Printing, Select Graphic and Printing với tất cả những dịch vụ về in ấn nha quý vị, với số điện thoại là 714-537-5250, 537-5250. Và Hồng Hương, Hồng Hương với bánh cuốn nóng tráng tay, đặc biệt Hồng Hương với bánh cuốn tráng tay rất là nóng, ăn liền nha quý vị. Với số điện thoại là 714-890-0805, 890-0805. Rất cảm ơn quý vị. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi công ty Wonder Earth, là một công ty với những sản phẩm dược thảo tuyệt hảo, được điều hành bởi bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, với số điện thoại là 714-539-9777. Và để trở lại với chương trình ngày hôm nay với sự bảo trợ thì quý vị hãy gọi đến cho gia đình bà Follow với chị Uyển Nguyệt với số điện thoại là 714-230-84, xin lỗi quý vị, 230-9443 để bảo trợ cho chương trình, hoặc là chi phiếu quý vị gửi về cho Con Đường Tình Yêu với PO Box 2472 Garden Grove, California 92842. Chị Nguyễn ơi, như vậy là để trong khi mình để thay đổi không khí, mình gửi đến một bài thánh ca nha chị Nguyệt. Trước khi gửi thánh ca, Nguyễn cũng xin đính chính cái chỗ mà cha Trương Bửu Diệp á, hội từ thiền cha Trương Bửu Diệp mới mở ở đường Mắc Pha Đình và đường Gua, là cái mục đích á, là có cái tiền đó để về xây dựng lại các nhà thờ mà của cha Trương Bửu Diệp đã làm lâu năm rồi nó hư hại. Thành ra là quý vị hãy gọi đến cho hội từ thiện cha Trương Bửu Diệp ở đường Gua và ở đường Gua và đường Mạc Phai Đình. Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Và thôi bây giờ chúng ta có một bài thánh ca để gửi tặng đến cho các thính giả đang xem chương trình ngày hôm nay nha quý vị. Một bài thánh ca mà chị Nguyễn đã chọn trong ngày hôm nay, đó là bài Chúng Con Cần Đến Chúa. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn những an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Sống như trời gió
thân con tựa cánh chim bay, bao ngày miệt mài những tha hương, mong về cùng tổ ấm yêu thương, xa cội nguồn tim nặng buồn, mong về cùng tổ ấm yêu thương. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Tìm đến trong tình Chúa, con tin tìm thấy an vui. Tay Ngài giọt lệ ướt trên vai, tay Ngài họp lại những chia ly. Trên đường đời xa vời vời, tay Ngài dịu hiền dẫn con đi. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài qua bài thánh ca vừa rồi. Ước mong quý vị hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem chương trình của chúng tôi được thực hiện trên DirecTV ngày thứ bảy và ngày thứ hai lúc 5:30 sáng, tức là 8:30 sáng giờ miền Đông, và đài Local VFS TV 57.2 ngày thứ ba lúc 5:30 sáng, và đài STV 54.4 ngày thứ ba và ngày thứ năm lúc 9:00 sáng nha quý vị. Mọi góp ý và bảo trợ cho chương trình, quý vị hãy liên lạc về cho gia đình bà Phaolô, chi phiếu ghi là Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, PO Box 2472 Garden Road, California 92842, hoặc điện thoại 714-230-9443, 230-9443. Trở lại với chương trình Trường Nguyện, Trường Nguyện có thể giới thiệu qua hai mà chúng ta đã có hai cái DVD phải không Trường Nguyện? Vâng, chúng ta có hai DVD thì rất là mong quý vị khán thính giả ủng hộ cho hai cái DVD này. Luôn tiền cước có 12 đồng, còn nếu ai mà đón nhận trực tiếp với Ủy Nguyện thì chỉ có 10 đồng, thì vừa đủ một tô phở thôi mà mình coi được 6 chương trình liên tiếp. 6 chương trình trong này. Như vậy là một cái CD là 3 chương trình hả? Vâng. Thì để mình mới có đủ cái chi phí để mình làm tiếp cái chương trình khác. Vâng, cho tôi quý vị, đây là hai cái DVD Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, đĩa 1 và đĩa 2. Quý vị mua hai cái đĩa này gồm có 6 chương trình. Tại vì Milan được biết là nhiều khi quý vị không có đón xem được, hoặc là nhiều khi mở xem thì đã qua cái giờ rồi. Tại vì giờ buổi sáng ở miền Nam California là 5:30 sáng, mà giờ miền Đông là 8:30 sáng. Quý vị, thành ra là chúng tôi đã thực hiện được hai DVD, DVD 1, DVD 2 gồm có 6 chương trình. Quý vị mua ủng hộ để cho chương trình Con đường tình yêu có chi phí để mà tiếp tục duy trì cái chương trình này trên làn sóng của DirecTV và Galaxy 19 nha quý vị. Hai DVD chỉ có 12 Mỹ Kim mà thôi, 12 Mỹ Kim bao gồm luôn cước phí. Rất là hay kính thưa quý vị, gồm cái chương trình thơ và nhạc mà quý vị không kịp xem, chúng ta có thể, đây là những cái món quà gửi đến cho những người thân yêu của mình. Đây là những bài thánh ca và những cái vần thơ rất là có giá trị để chúng ta có thể gửi đến tặng cho nhau. Một lần nữa mời quý vị hãy tìm mua Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài qua dàn DVD gồm có cuốn số 1 và cuốn số 2, chỉ có 12 Mỹ Kim cho hai đĩa mà thôi. Xin là cảm ơn quý vị. Quý vị hãy liên lạc về cho chúng tôi với số điện thoại là 714-230-9443.
0243 để tìm mua hai DVD chỉ có 12 vị kim để bảo trợ cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. À, cảm ơn chị Nguyễn, cảm ơn Thanh Thảo rất là nhiều. À, hy vọng rằng là trong những chương trình tới sẽ luôn có em để chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi lời Chúa qua những vần thơ và nhạc thánh ca công giáo nha. Yeah. Chị Nguyễn, chúng ta gửi lời chào và chị Nguyễn như thường lệ sẽ gửi đến lời nguyện cuối giờ, phải không chị Nguyễn? Vâng, chúng ta sẽ gửi đến lời nguyện cuối giờ để dâng lên Chúa. Dạ vâng. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ ơn Cha cho chúng con được vinh dự làm cha làm mẹ ở giữa trần gian này để phản ảnh phần nào tình Chúa yêu thương nhân loại. Xin cho chúng con biết làm tròn bổn phận sống xứng đáng ân huệ Chúa ban cho chúng con, để mai ngày nơi hạnh phúc vĩnh cửu Chúa ở đâu thì tất cả con cháu thân yêu Chúa đã giao phó cho chúng con cũng được ở đó. Amen. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào quý vị.